Xin chào tất cả các bạn. Trước mặt mình ở đây đang là cả một gia tài với tên gọi là Dell XPS với mức giá loanh quanh sẽ khoảng tầm gần 60 triệu đồng. Vậy thì mẫu laptop này có gì mà lại đắt đến như thế? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Ở trong hộp của sản phẩm thì sẽ được tặng kèm một dây C2A và một dây C2HDMI kèm cục sạc và dây sạc nữa. Đây thì sẽ là chiếc Dell XPS mới nhất trong năm 2020 này. Mới nhìn qua thì chắc chắn là các bạn vẫn sẽ nhận ra được cái triết lý thiết kế quen thuộc của dòng XPS, nhưng Dell vẫn có cải tiến ở phần logo được cắt CNC cực kỳ sáng và mịn. Xung quanh máy thì cũng được đánh cực kỳ bóng để tăng thêm tính độc đáo và sang trọng. Máy thì sẽ được làm bằng hợp kim nhôm và magie, có chất lượng hoàn thiện phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Sự tinh tế sẽ luôn là yếu tố quyết định hàng đầu khi nói về Dell XPS. Mọi chi tiết hoàn thiện dù là nhỏ nhất vẫn được trau chuốt để mọi thứ có thể ăn nhập vào với nhau. Thì mình thấy khá là ấn tượng với mẫu laptop này vì thiết kế máy rất nhỏ và gọn gàng. Nằm trong phân khúc laptop dành cho doanh nhân, thế nên là tất nhiên thiết bị sẽ cần được tối ưu hóa về thiết kế nhưng vẫn đảm bảo được hiệu năng mượt mà. Chất liệu để cấu tạo lên chiếc máy rất là tinh xảo, thiết bị được hoàn thiện tốt cho nên sẽ tạo độ chắc chắn của thân máy và sẽ không có vấn đề gì khi mở máy ra bằng một tay, và góc mở tối đa của chiếc máy này sẽ là khoảng 135 độ. Mặc dù máy siêu mỏng là thế, nhưng các bạn đừng nghĩ tới chuyện là máy có thể op ẹp hoặc là flex được. Chỗ mỏng nhất ở chiếc máy này sẽ nằm ở phần khung màn hình thì cũng cực kỳ chắc chắn. Một phần bởi vì được làm từ kim loại và phần còn lại nằm ở bàn lề được bố trí hai bên đã làm quá tốt nhiệm vụ, vừa giúp mở máy dễ dàng lại còn có thể giữ máy ở các góc một cách tuyệt vời nhất. Chuyển xuống dưới phần bàn phím, toàn bộ bề mặt được phủ một lớp carbon fiber hay còn gọi là sợi carbon, với lớp phủ được tối ưu lại bởi Dell sẽ khiến cho máy vừa nhẹ đi mà độ cứng cáp vẫn được đảm bảo. Và như mình đã nói ở trên thì máy rất là mỏng và nhẹ và sẽ chỉ nặng khoảng 1,2 kg mà thôi, nên là sẽ tính linh động sẽ rất là cao. Mình có thể dễ dàng bỏ vào cặp mang đi, không chiếm quá nhiều không gian và có thể dễ dàng cầm theo để giải trí cũng như là để làm việc. Chuyển đến phần trải nghiệm sử dụng, phiên bản mình đang có ở đây được trang bị màn hình kích thước 13 inch, độ phân giải 4K, 3840x2160, Infinity Edge Touch Display. Các bạn có thể hiểu đây sẽ là màn hình 4K với cảm ứng 4 viền siêu mỏng, được phủ kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 5. Dành cho những bạn nào chưa biết thì Dell chính là một trong những nhà sản xuất thúc đẩy xu hướng màn hình siêu mỏng tràn viền như hiện nay. Chất lượng hiển thị cũng rất xuất sắc khi đạt tới 100% giải màu sRGB, 94% giải màu Adobe RGB, 90% giải màu DCA B3 và Delta trung bình là 1.41. Mình có cảm giác là dường như cái màn hình này trên chiếc XPS nó có chất lượng hiển thị cao hơn rất là nhiều so với các tấm nền IPS 4K khác. Bạn nào đã sử dụng rồi thì có thể bình luận bên dưới xem cảm nhận của mình có đúng hay là không nhé. Tuy nhiên thì việc làm bốn cạnh viền siêu mỏng và thân máy quá sexy như thế này cũng đem lại hạn chế, như là cổng kết nối sẽ chỉ có một lựa chọn là Thunderbolt 3. Với cổng Thunderbolt 3 thì các bạn sẽ phải mua thêm những phụ kiện khác như là các loại cổng chuyển đổi. Thế nhưng mà các bạn cũng không cần phải quá lo lắng vì với cổng USB Type-C bây giờ đã phổ biến hơn rất là nhiều và việc sạc trong máy cũng rất là dễ dàng, cắm bên nào cũng sẽ nhận hết. Phần bàn phím thì sẽ có hành trình phím khá nông, cảm giác sử dụng hơi lẫn lộn vì cần thời gian để làm quen, nhưng xen lẫn sẽ là cảm giác thoải mái khi khoảng cách giữa các phím hợp lý, phím có độ bám nhất định và đặc biệt là sẽ không bao giờ bị gõ nhầm. Cảm biến vân tay một chạm cực kỳ nhạy được tích hợp thẳng vào nút nguồn, cả cảm biến vân tay lẫn webcam thì đều hỗ trợ mở khóa Windows Hello cả. Mặc dù máy đã được trang bị sẵn màn hình cảm ứng, thế nhưng việc bỏ qua trải nghiệm với touchpad sẽ là một điều phí phạm bởi vì cảm giác di và tracking phải nói là cực kỳ thích. Chiếc Dell XPS mình đang có ở đây được trang bị CPU Core i7-1065G7 với 4x8 luồng, 16GB RAM LPDDR4X, 512GB SSD. Về mặt trải nghiệm khi dùng các ứng dụng cơ bản sẽ không có vấn đề gì, máy đáp ứng tốt các công việc văn phòng. Cuối cùng là về phần các công nghệ được trang bị thêm, thì với công nghệ Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.0 sẽ cho tốc độ kết nối nhanh và giảm được độ trễ so với thế hệ tiền nhiệm. Máy sẽ được trang bị hai loa 4W đặt ở hai bên. Loa mặc dù cho âm lượng không to nhưng bù lại là loa stereo, thế nên là vẫn rất phù hợp khi mọi người sử dụng. Ở bất kỳ một sản phẩm nào thì vẫn sẽ luôn tồn tại những điểm mạnh và điểm yếu riêng biệt được sinh ra sử dụng cho những phân khúc riêng. Nếu như bạn hoặc ai đó đang có nhu cầu cần tìm một mẫu laptop có trải nghiệm sử dụng tốt thì Dell XPS sẽ chính là thứ mà các bạn cần. Còn nếu như các bạn cần một chiếc máy đắt tiền, hiệu năng phải cao để có thể chơi game thì có lẽ không phải đối tượng mà XPS hướng tới. Và nếu như các bạn quan tâm tới sản phẩm này thì đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và đừng quên là bấm like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của An Phát Computer cùng nút chuông nho nhỏ ở bên cạnh nút sub để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.